Cát Phượng từng muốn nhảy lầu vì tiếng oan từ An Huy. Trong buổi trò chuyện với truyền thông mới đây, Cát Phượng chính thức xác nhận đã chia tay Kiều Minh Tuấn, thời gian cụ thể là 14 tháng 2 năm 2021. Hôm nay Cát xin nói luôn, chính thức Cát Kiều đã chia tay từ 14 tháng 2 năm 2021 mọi người ạ. Theo nữ diễn viên, Kiều Minh Tuấn là người chủ động chia tay vì không hòa hợp. Ngoài ra cô khẳng định không có sự xuất hiện của người thứ ba, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Tại đây, nữ diễn viên cũng bất ngờ chia sẻ câu chuyện từng có ý định tự tử sau ồn ào của Kiều Minh Tuấn, An Huy vào năm 2018. Theo Cát Phượng, khi chia sẻ câu chuyện này, cô không muốn bới móc chuyện cũ, không trách móc Kiều Minh Tuấn và An Huy, chẳng qua muốn lên tiếng một lần duy nhất và đóng lại sự việc này. Thời điểm đó, đứng trước nguy cơ vỡ trận, nhà sản xuất phim Chú ơi đừng lấy mẹ con tuyên bố sẽ khởi kiện diễn viên vì phát ngôn ảnh hưởng tới phim. Kiều Minh Tuấn tự thú tình cảm với An Huy chỉ là phút say nắng, trong khi vlogger đình đám lặng lẽ sang Mỹ. Từ xứ sở cờ hoa, An Huy nói lời xin lỗi và khẳng định Cát Phượng Kiều Minh Tuấn chưa từng kết hôn nên không có chuyện cô là trà xanh như nhiều người quy kết. Trong lời xin lỗi của mình, An Huy cũng tung bằng chứng cho thấy cô chỉ là nạn nhân trong ván cờ đẩy truyền thông. Vlogger cho biết Cát Phượng chính là người đứng sau vụ việc, thậm chí cô khi đó còn công khai tin nhắn có liên quan tới Cát Phượng để làm bằng chứng. Về phía Cát Phượng, thời điểm đó cô thề độc không giật dây, đồng thời khẳng định chưa từng nhắn tin cho An Huy. Tuy nhiên, cư dân mạng khi ấy vẫn khẳng định người đứng sau câu chuyện này chính là Cát Phượng, thậm chí còn chỉ trích dữ dội diễn viên 7X. Các bạn cảm thấy thế nào về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!